Em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở về kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ Hiện tại em đang đứng ở ngay chỗ ông xã em làm Ông xã em thì làm nghề xây dựng đó cả nhà Thì hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị biết thêm về cái nghề xây dựng ở Mỹ Và cái công việc của ông xã em là làm cái gì con đang đi đâu vậy con đang ở đâu đi. con đang ở chỗ ba làm việc ba làm nè ba, làm nè. ba đang làm việc nè, ba đang làm việc nè. Ừ. con đang ở đây phụ ba nè có phụ ba, ba không hay là muốn ở đây phá hay còn có đồ ăn nữa nè <laughs> bánh mì sandwich soup trái cây ông xã vừa làm việc vừa đem đồ ăn ở cho ông ăn cốt đi học về thì ngồi ở đây phụ ba làm việc phụ ba hay là phá đây có nguyên một đống gỗ chặt ra để đốt để sưởi cho ấm đóng thùng này nè anh chị là cái đóng uh, gọi là cái gì ta gọi gì ông nói gì quên mất tiêu rồi mấy cái tấm mà có uh, xi măng với uh, với uh, cái này là người ta ép cái này nè đây à cái nhanh gọi là gì tự nhiên nãy ông nói quên mất tiêu rồi không nhớ nữa, trời <laughs> cái anh giỏi quá nói xong quên mất rồi như em đang đứng ở chính giữa một cái uh, cara sửa xe là cái chỗ mà ngày xưa sửa người ta xây dựng cái này để uh, sửa xe đó cả nhà thì em đang đứng ở chính giữa trong cái, cái uh, chỗ này thì cái chỗ này có cái diện tích là một ngàn rưỡi square feet ha uh, nó trống lỏng hết trơn luôn nha cả nhà nè trống lỏng hết trơn hết trọi luôn thì ở đây là những cái đồ nghề nè Đầu nghề để chuẩn bị làm cái cara này thành một cái cửa tiệm thì uh, bắt đầu sẽ làm như thế nào từ cái cara thành sửa tiệm thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị nhé thì bây giờ em sẽ quay một vòng ở đây là hai cái cửa cara là hai cái cửa rất là lớn để người ta mở lên mở xuống để cho xe vô người ta làm đồ đó cả nhà hồi đó là hồi xưa hé còn bây giờ thì sẽ gọi là clip cái chỗ này clip không biết tiếng Việt gọi là cái gì là gọi như là um, Làm mới lại từ đầu để làm một cái cửa tiệm chứ không còn chỗ làm carai sửa xe nữa thì để em sẽ chia sẻ từng bước một sẽ làm như thế nào ở trong cái phạm vi này thì bây giờ là nó tùm lum tùm la nghĩa là à, hôm bữa là nó dơ tè le tét bét hết trơn luôn hôm nay coi như là sạch sẽ được à, được được phân nửa rồi đó cả nhà ha. thì bây giờ bắt đầu thì mua vật tư vật dụng và bắt đầu làm như thế nào thì bây giờ em sẽ chia sẻ nha. thì ngày hôm nay á cả nhà em sẽ chia sẻ với cả nhà mình là cái này là cái chỗ Kara sửa xe. thì cái chỗ Kara sửa xe này á có diện tích rất là rộng và rất lớn. ở đây thì có khoảng một ngàn rưỡi cho đến một ngàn square feet. hiện tại thì sẽ đặt thêm cái phần tường ngay chỗ này nữa nè đó đập thêm cái chỗ này để đi thẳng qua bên kia luôn Thì bên kia khoảng có một ngàn rưỡi square feet ở bên kia nữa mà hiện tại thì đang làm ở bên đây trước đi rồi bên kia thì khi nào làm xong bên đây rồi bắt đầu lấy cái cửa đó ra ra đi thẳng ở trong đó thì ngày hôm nay đó em sẽ chia sẻ có hai cái mà em muốn chia sẻ với cả nhà nhà thì ở bên đây người ta xây dựng cái kiểu khác nha còn về nói về cơ sở thì giống như là chỗ sửa xe hay là chỗ công ty hay là chỗ xây dựng chỗ những cái chỗ gì đó mà thuộc về không phải nhà đó thì người ta xây cái kiểu bằng gạch bằng gạch bằng gạch ở đây không phải là gạch nữa đây là bằng xi măng người ta xây kiểu bằng xi măng chứ thật sự gạch ở bên đây là hiếm không có cả nhà ơi người ta chỉ sao đó không biết nữa nhưng mà người ta xây bằng xi măng thì hiện tại đó là xi măng cả nhà ha. Thì à, à, tại sao cái những cái cơ sở này thì người ta xây bằng xi măng thì em sẽ giải thích cho cả nhà biết nè. Những cái cục đá này á là người ta đúc bằng xi măng. Thì à, à, cái cục đá này có cái diện tích khoảng một gan tay. Bề bề dài khoảng 2 gan và bề ngang thì một gan ở chánh giữa có hai cái lỗ ở bên trong thì khi mà người ta được xây dựng cái nhà này bằng cái đá đó bởi vì cái diện tích mà cara đó diện tích rất là lớn và rất là cao thì người ta xây đá để cho cái 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 độ cứng và cái độ bền vững để người ta làm một cái cơ sở sửa xe thì cô chú anh chị cũng biết xe là phải giống như là xe ra xe vô rồi người ta làm những cái nó cực kỳ là phải kiên cố cho cái cái building thì cái building người ta làm vàng ở trên là bằng sắt không sắt không thì ở đây là có hai cái cửa gara thì hai cửa gara này khi mà được bấm nút tự động thì hai cái cửa này sẽ chạy lên cái thanh sắt đó thì đây là hai cái cửa gara rất là lớn đó thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ nhà người ta làm cái kiểu khác và 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 cơ sở như thế này người ta sẽ làm một cái kiểu khác có hai cái kiểu khác thì nhà đó là người ta xây bằng gỗ ở bên ngoài thì người ta ốp bằng tường còn bên trong thì người ta ốp bằng zip lắc và sơn phết tùy theo cái căn nhà mình muốn độ mắc tiền hay độ rẻ tiền là bao nhiêu thì cái căn nhà như hôm qua em có chia sẻ là cái căn nhà thường là nhà bên mỹ là nhà cấp 4 hoặc là nhà hai tầng hai tầng thì nó gọi là colony home colony home là ở trên lầu sẽ có một cái tầng ngủ ở trên ở dưới là phòng ăn với phòng khách và và nhà vệ sinh Có thể là một cái phòng gọi là Master living room Để cho những cái người khách Người ta đến nhà chơi Thì được nghỉ tùy theo cái diện tích của căn nhà Mà để người ta xây dựng người ta làm Thì cái phần đó em sẽ chia sẻ sau Nhưng cái căn nhà ở bên đây Người ta làm bằng gỗ Bởi vì cái lý do là ở cái thời ti ở bên mỹ nó rất là lạnh thứ hai nữa nhà người ta xây cái kiểu đó là không phải là người ta xây bằng sim bằng bằng gạch người ta không dám xây bằng gạch gì gạch quá mắc tiền hôm qua thì có một cái anh chia sẻ với em như vậy thật sự ra cũng đúng ở cái chỗ nào đó nhưng ở trong mỹ thì thật sự là không đúng như vậy không phải người ta xây nhà ở đây mắc hay là rẻ vì nhà ở đây là người ta phải xây như vậy cái thứ cái thứ nhất em muốn chia sẻ là ở bên mỹ rất là lạnh lạnh nhiều hơn là nóng cho nên người ta phải dùng một cái miếng bông gòn ở bên trong cái lớp gỗ để cho giữ ấm căn nhà. Gạch á là những người có tiền á thì người ta cũng có thể ốp hết gạch hết cái căn nhà của người ta luôn. Vẫn được chứ không phải là không được nhưng cũng vẫn là ốp ở ngoài miếng gỗ chứ không có xây gạch từ ở dưới chân mà xây lên mà không có gỗ là người ta không làm như vậy. Thì thì đó là những cái mà em biết được và em muốn chia sẻ Còn cái nhà xây bằng gạch là cái này không phải là cái nhà Cái này là thuộc về cơ sở để làm ăn người ta mới xây bằng gạch Vì gạch Nó rất là lạnh nó không giữ được cái độ ấm Như mình ở không có được vì Cái này là cái luật Người ta đưa ra cho mình cất nhà Khi mình xin cái giấy phép mình cất nhà Mình cất Như thế nào thì cái cái city mà cái chỗ mà mình ở là người ta sẽ cho mình cái cất giống như bây giờ mình muốn cất một cái một cái uh, cara sửa xe mà mình cắt kiểu bằng gỗ như kiểu nhà thì không được bởi vì cái cái người ta không có cho phép mình nha cả nhà nha thì cái lý do mà người ta không cho phép á, thì để em chia sẻ những cái tập sau đi và cái 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 đá này á, là cái đá như thế này nè cả nhà em em đi tới đây em cho cả nhà xem cái đá này thì em được đập ra nè Đó, vừa đập ở chỗ cái khung cửa ra để đây nè đập nhiều lấy ra lấy khéo với sợ luôn á cái người lấy lấy khéo với sợ luôn không có bể luôn á nè đó, cái cái viên gạch viên viên đá nó về này là bằng xi măng người ta đúc chứ thật sự cũng không phải là đá đâu nha cả nhà đá ở đây là là người ta chỉ ốp vài cái bên ngoài thôi chứ nguyên căn nhà làm sao mà xây bằng đá được cái này là là xi măng đó cái xi măng này người ta làm thành tấm tường như thế này nè cả nhà cao như thế này nè đó thì ngay cái chỗ này là cái chỗ mới được lấy mấy cái đá ra nè để, để chuẩn bị cắt cái cửa này ra để đi thẳng qua bên kia luôn á rồi ở đây thì thường là người ta dùng dầu có hai cái thùng dầu và cái chỗ này thì diện tích bây giờ nó đang rộng thênh thang như thế này bây giờ em muốn làm á phải xin một cái giấy phép để chuyển đổi từ cái cara mà qua thành một cái cái giống như là cái tiệm để mình làm 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 đẹp thì cái tiệm mà mình làm đẹp là mình không có để nó như vậy được. Cái độ lạnh nó lạnh dữ lắm. Mình phải ốp một cái miếng một dàn sắt dàn gỗ ở bên ngoài. Dàn sắt thì sẽ mình sẽ đưa từ trên mình đưa xuống là cái dàn sắt là từ trên đó cái dàn sắt là sẽ từ ở trên còn ở xung quanh đây sẽ là gỗ sau đó mình mua một cái tấm gọi là bông gòn để mình nhét vào bên trong cái tấm bông gòn đây nè cả nhà đây là cái tấm bông gòn nè cái tấm bông gòn này nè đó cái tấm bông gòn này sẽ được nhét nhét vào trong cái tường nha cả nhà nha chẳng hạn như ví dụ như là đây là cái tường đúng không cái tường ở bên ngoài rồi đó em sẽ để cái bông gòn ở chính giữa này nè và cái lớp ở bên ngoài cái tấm này nè sẽ là một cái lớp gỗ với lớp dán ép ép lại sau đó thì mình mới sơn phết lại chứ không có để cái tường này như vậy để để mình làm việc được cái tường như vậy là người ta dùng cho chỗ sửa xe thôi mình muốn thay đổi cái chỗ này là mình phải hoàn toàn làm lại tất cả điều mới hết cái phạm vi trong đây nè bây giờ em phải làm lại thành một cái nhà mới nhưng mà có nghĩa là mình không có đập ở bên ngoài thôi mình để cũng để y cái tường đó thôi nhưng mà bên trong là mình làm lại hết một trăm phần trăm luôn á thì từ trên cho xuống dưới ha đây là trên lầu thì bây giờ là em phải mua những cái miếng như thế này đây là những cái miếng ở trong đó nó nhẹ lắm cái miếng như vậy nhẹ lắm biết người ta làm bằng cái chất gì trong các nhà cái những cái miếng đó sẽ được ốp ở trên cái trần mấy cái miếng này là sẽ được ốp trên trần khi mà cái trần ấy, em sẽ hạ thấp xuống một chút cái cara sửa xe đó cả nhà người ta làm cái độ cao rất là cao cực kỳ cao luôn không phải giống nhà mình nhà mình người ta làm một builder người ta làm nhà người ta làm kiểu khác mà builder mà xây dựng cho cái cơ sở mấy cái chỗ này thì người ta xây kiểu khác cái máy là cái máy bằng chứ không có phải cái máy theo kiểu cái nhà máy là máy bằng cái máy này ở trên á, là người ta lợp lợp bằng một cái gọi là cái gì đó nhưng mà nó quy một tấm nó trải dài thường cái máy này á khi mà mình lợp á, nó sẽ mắc hơn cái máy của cái nhà mình rất là nhiều cái lợp mà lợp máy bằng á, nó nó mắc mà thường là những cái building hay những cái à, những cái plaza đó những cái cơ sở sửa xe cây ra đó thì đều người ta làm máy bằng hết người ta không có làm cái máy máy chuối chuối kiểu kiểu cái nhà khi mà hư một cái sữa tốn tiền gấp đôi bằng cái sữa của cái máy nhà của mình nói chung là xây dựng một cái hạ tầng mà để sửa xe rửa xe hay là công ty xây dựng này kia nọ những cái hạ tầng đó rất là mắc tiền bởi vì người ta làm bằng uh, bằng sắt ở trên rồi mái này nọ nói chung là người ta làm để người ta kinh doanh mà cho nên nó 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 có một cái 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 khác còn nhà đó người ta không có xây kiểu này được nhà là luôn luôn là cái mái kiểu khác chứ nhà không ai lợp cái mái này hết trơn mái này gì, do cơ sở thôi thì bây giờ em muốn chuyển đổi nó thành một cái chỗ thì em phải làm mới từ đầu coi như là thời gian chắc cũng khoảng một năm mới xong cái chỗ này á không nhanh được đâu rất lâu hai cái cửa này á, thì sẽ có sẽ thay đổi thành những cái khung kiến ở đây sẽ kiến kiến ở đây muốn có sẵn này nè nhà mấy cái khung kiến ở đây rất là bự nè sẽ được ốp ở trên cái hai cái cửa Kara đó này khung kiến là ở đây rất là lớn luôn rồi đó bự lắm thì đâu có để hai cái chỗ này đây được hai cái chỗ này sẽ là sẽ là kiến hết luôn làm kiến hết lấy hai cái cửa này quăng ra hôm qua lấy hình cái quăng ra rồi nè nên ở ngoài phải đóng mấy cái gỗ ép nè đó mấy cái gỗ ép này nè là gỗ người ta dừng cái mấy cái vách nhà đó cả nhà. đó mình mua về mình mình làm cái vách của cái này nè tại hôm qua lấy cái cửa ra rồi không làm cái vách này thì lạnh lắm lấy ngoài hôm qua là lấy một ngày mà lấy nguyên cái cửa ra mất hết một ngày luôn đó. vì cái cửa ca ra thì cả nhà cũng biết là nó 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 cao lên trên đó. nó cao mà nó thành tầng thành tầng thành tầng này nè đâu có để xuống một cái rầm được đâu phải lấy từng miếng từng miếng ra mở từng cái con vít lấy ra <laughs> bây giờ còn hai cây sắt hai cây sắt chẳng chưa lấy nè này là hai cây sắt quân cưng đây đó thì lấy đường cái thôi còn cái này vẫn chưa làm tới nữa nè cái này thì đang còn cửa luôn nè cái này thì cũng bằng gỗ hết đó. cửa người ta cũng làm bằng gỗ đó rồi cái nền à, tới phần cái nền cái nền thì cũng sẽ cái nền này giống như đang chạy ba te đó chỗ cao chỗ thấp chỗ lồi chỗ lõm ngày xưa người ta đổ xi măng để người ta làm làm thôi thì cái chùi xuống trượt lên lum lá bây giờ phải cán xi măng bằng hết rồi mới chán gạch lên đó, nói chung là làm hết từ đầu tới đuôi luôn cả nhà gạch không không ở trong đây gạch không à quá trời gạch luôn cái này người ta xây biết bao nhiêu gạch nói nguyên cái cái khu vực này gạch không luôn á vô đây lạnh mà lạnh y lạnh còn hơn ở bên ngoài nữa vì cái gạch đó, nó lạnh dữ lắm nhưng lúc người ta làm việc á, người ta sẽ có một cái office nằm riêng ở bên ngoài á. Lúc mà người ta có khách hàng hay gì để rửa sửa xe hay là rửa xe hay là làm sửa bánh xe, cái gì nói chung là làm cái gì đó. Thì người ta mới mở để người ta phục vụ với khách hàng thôi. Nhưng mà lúc mà người ta nghỉ ngơi á, là có một cái office ở bên ngoài á. Trong đó có hít cũng như nhà mình vậy đó. Người ta mới ở được, mới chịu nổi. Còn cái chỗ này là người ta chỉ để giống như là hô mấy cái bánh xe để lúc mà người ta sửa xe thôi thì cả ra sửa xe mà đó lạnh quá cả nhà ơi bây giờ phụ tùng của ông xã em em đi theo ông xã em em cũng làm nghề hao lipper <laughs> là nghề xây dựng với ông xã em luôn mấy ngày đầu tuần á thì em đi phụ còn mấy ngày cuối tuần á thì em đi đi làm neo vừa đi làm phụ ống vừa đón con coi như là thợ phụ vậy đó cả nhà cho nên cũng có nhiều cái em biết mà em không biết hết có thì mình đâu mình là phụ nữ mà mình đâu rành đâu thì đây là cái đóng củi trời ơi nè đóng củi này để đốt để cho ấm chỗ này để làm việc á thì trong hồi hiện tại trong cái chỗ này cũng không có hít chỉ có điện thôi à thì ngày xưa tới giờ bản thân cái chỗ này người ta cũng không có chạy hít nữa người chạy hít ở bên trong cái ốc vịt ở trong chứ còn người ta không có chạy hít cái chỗ này nên cái chỗ này bây giờ làm phải chạy hít nữa chạy đường hít đó cả nhà nói chung là ở trên cầu thang này có một cái phòng lớn lắm ở chỗ đó nhưng mà được ông xã đóng lại thôi bự lắm ở trên đó coi cạnh lên thì có gì trên đây không ông đóng cái cửa lại rồi cầu thang đó để cho hít nó khỏi chạy lên đó, không đóng lại. Rồi. ở trên đây là cái dàn gỗ, nè. bắt đầu từ đây đi vô là cái dàn gỗ, từ đó đi ra lại dàn sắt, người ta xây hai cái kiểu khác nhau. thì nãy giờ em cũng chia sẻ với cả nhà cái xung quanh cái diện tích này rồi đó, thì à, à, bắt đầu khởi công xây dựng nhà làm việc không biết tới khi nào nó mới hoàn tất nhưng uh, hy vọng là sớm để hoàn tất cái chỗ này thì xong cái chỗ này là phải còn cái chỗ bên kia nữa. Ok anh chị ơi bây giờ thì em lạnh nó nổ mà chảy nước mũi chảy ra hết rồi em cũng đi về nè về để chuẩn bị em đi đón cô út nữa em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở cái video kế tiếp nha. Thì khi nào mà gần song song rồi em tiếp tục chia sẻ thêm Bây giờ thì nhìn nó hơi dơ quá Khi nào nó đẹp đẹp rồi em chia sẻ tiếp Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở cái video kế tiếp Cô chú anh chị yêu thương em á Cho em xin một like, đăng ký kênh nè, chia sẻ nè Để bật cái chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới á, Anh chị xem liền Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại Bye bye cả nhà